Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 4, Unit 15. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài học cuối cùng trong tuần học này. Đó là Lesson 3. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học về các hoạt động chuẩn bị cho ngày Tết và cách viết một tấm thiệp chúc Tết. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 34 và 35 giúp cô. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 6 hoạt động. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu hoạt động đầu tiên về phần ngữ âm. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Ngày hôm nay thì mình được tìm hiểu về hai phụ âm kép. Thứ nhất, cl, và thứ hai, fl. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm cho chúng mình nhé. Page 34, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Cl. Clothes. She wears new clothes at Tet. Close. Close the door, please. Fl. Flowers. My mother buys lots of flowers for Tet. Floor. I clean the floor in the afternoon. Đoạn băng ghi âm của chúng ta đã kết thúc. Bây giờ mình sẽ cùng nghe lại đoạn băng và hãy cùng nhau nhắc lại. Page 34, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Cl. Cl. Clothes. Clothes. Quần áo. She wears new clothes at Tet. She wears new clothes at Tet. Cô ấy mặc quần áo mới vào dịp Tết. Close. Close. Đóng. Close the door, please. Close the door, please. Làm ơn đóng cửa lại. Đó là âm cl. Bây giờ mình sẽ đến với âm số 2. Fl. Fl. Flowers. Flowers, những bông hoa. My mother buys lots of flowers for Tet. My mother buys lots of flowers for Tet. Mẹ tôi mua rất nhiều hoa cho ngày Tết. Floor. Floor, sàn nhà. I clean the floor in the afternoon. I clean the floor in the afternoon. Tôi lau sạch sàn nhà vào buổi chiều. Bây giờ, không cần sử dụng đoạn băng ghi âm, chúng ta hãy cùng nhau phát âm lại các âm này nhé. Cl. Clothes. We wear new clothes at Tate. Close. Close the door, please. Fl. Flowers. My mother buys lots of flowers for Tate. Floor. I clean the floor in the afternoon. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn băng ghi âm. Lần này thì các em sẽ tự nhắc lại theo nó nhé. Page 34, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Cl. Clothes. She wears new clothes at Tet. Close. Close the door, please. Fl. Flowers. My mother buys lots of flowers for Tet. Floor. I clean the floor in the afternoon.
Page 34. Chúng ta sẽ kết thúc phần giới thiệu các cái âm mới tại đây và mình sẽ đến với bài tập số 2 để luyện tập phần này. Listen and write, then say aloud. Nghe và viết, sau đó đọc to. Bài tập số 2 này thì không giống như các phần ngữ âm khác, đó là các cái lựa chọn cho chúng ta chọn. Mà bài tập số 2 này thì mình phải nghe được từ đó và viết được từ đó vào trong câu. Vì vậy các bạn hãy thật chú ý giúp cô nhé. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng. Activity 2. Listen and write, then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. 2. Close the door, please. 3. The clothes are beautiful. 4. She's cleaning the floor now. Các em đã nghe rõ 4 câu này chưa nào? Bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa nhé. Activity 2. Listen and write, then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. 1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. Từ còn trống cho câu số 1 này đó là flowers. Chúng tôi tặng các giáo viên rất nhiều hoa vào ngày nhà giáo. 2. Close the door, please. 2. Close the door, please. Từ còn trống cho câu số 2 này đó là close. Làm ơn đóng cửa lại. 3. The clothes are beautiful. 3. The clothes are beautiful. Từ còn trống cho câu số 3 này đó là clothes. Bộ quần áo thì đẹp. 4. She's cleaning the floor now. She's cleaning the floor now. Từ còn thiếu cho câu số 4 là floor, sàn nhà. Cô ấy đang lau sàn nhà. Bây giờ, các câu đều đã được chúng ta hoàn thành rồi và mình sẽ cùng nhau nghe lại các câu này nhé. Page 34. Activity 2. Listen and write, then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. 2. Close the door, please. 3. The clothes are beautiful. 4. She's cleaning the floor now. Okay, chúng ta sẽ kết thúc bài tập số 2 tại đây. Chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Let's chant. Hãy vỗ tay theo bài hát nào. Bài hát ngày hôm nay của chúng ta có tên là What do you do at Tate? Bạn làm gì vào ngày Tết? Chúng mình hãy cùng nhau nghe bài hát này. Page 34. Activity 3. Let's chant. What do you do at Tate? 1, 2, 3, 4. We buy flowers and decorate the house. We clean the floor and we wear new clothes. We go out and run along the street. We see our family and all our friends.
Bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch bài hát này sang tiếng Việt. We buy flowers. Chúng ta mua hoa. And decorate the house. Và trang trí nhà cửa. We clean the floor. Chúng ta lau sàn nhà. And we wear new clothes. Và chúng ta mặc quần áo mới. We go out. Chúng ta đi ra ngoài. And run along the street. Và chạy theo con đường. We see our family. Chúng ta gặp gia đình. And all our friends. Và tất cả bạn bè của chúng ta. Các em đã hiểu nội dung của bài hát này chưa nào? Bây giờ mình sẽ nghe bài hát này thêm một lần nữa nhé. Page 34. Activity 3. Let's chant. What do you do at Tet? 1, 2, 3, 4. We buy flowers and decorate the house. We clean the floor and we wear new clothes. We go out and run along the street. We see our family and all our friends. Chúng ta kết thúc ba hoạt động đầu tiên của bài học ngày hôm nay tại đây. Các em hãy chuyển sang trang số 35 cùng với cô để đến với bài tập tiếp theo. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta read and complete. Hãy đọc và hoàn thành. Chúng ta có thể nhận thấy ở đây là một tấm thiệp chúc mừng năm mới đúng không nào? Và bây giờ mình hãy cùng nhau tìm hiểu xem nội dung của tấm thiệp này có gì nhé. Hello, I'm Mai. Xin chào, mình là Mai. It's Tết soon. Sắp đến Tết rồi. I have a lot of fun with my family. Mình có nhiều niềm vui với gia đình. Before Tết, we go to the market and buy many flowers. Trước Tết thì chúng mình đi chợ và mua rất nhiều hoa. We decorate our house and make bánh chưng. Chúng mình trang trí nhà cửa và làm bánh chưng. We have a big party and watch the firework displays. Chúng mình đã có một bữa tiệc lớn và xem trình diễn pháo hoa. During Tết, we visit our grandparents, teachers and friends. Trong suốt dịp Tết, chúng mình đã thăm ông bà, các thầy cô giáo và bạn bè. We love Tết very much. Chúng mình yêu Tết rất nhiều. Bây giờ thông qua nội dung của đoạn văn bạn Mai viết thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành 5 câu ở bên dưới nhé. One is dot 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 soon. Sắp đến thời điểm nào rồi hả các em? A is Tết soon. Sắp đến Tết rồi. Câu trả lời cho câu số 1 là Tết. Câu số 2. My's family go to the market and buy many dot dot dot. Gia đình của bạn Mai đi chợ và mua rất nhiều gì nhỉ? À, để trả lời được câu hỏi số 2 này, các bạn hãy nhìn lên dòng số 2 và dòng số 3 giúp cô. Before Tết, we go to the market and buy many flowers. Đi chợ và mua rất nhiều hoa. Đáp án cho câu số 2 của chúng ta là flowers. Câu số 3. They decorate dot 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 and make dot dot dot. Họ trang trí cái gì và làm cái gì đấy? À, thông tin nằm ở ngay sau câu vừa rồi. We decorate our house and make bánh chưng. Chúng tôi trang trí nhà cửa. They decorate their house and make bánh chưng.
Câu hỏi số 4. They watch. Họ xem gì? Watch the firework displays. Họ xem trình diễn pháo hoa. They watch the firework displays. Câu số 5. They visit. Họ thăm những ai? Họ thăm ông bà này, thầy cô giáo và bạn bè. They visit grandparents. Ông bà này. Ai nữa nào? Các thầy cô giáo, teachers. Và cuối cùng đó là bạn bè, friends. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung của bài tập số 4 rồi. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 5 nhé. Write about your Tate. Hãy viết về ngày Tết của em. Bài tập số 5 này thì chúng mình sẽ viết một đoạn văn. Và đoạn văn này nó sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là before Tate, trước Tết. Và thứ hai, during Tate, trong dịp Tết. Và chúng ta cũng có thể sử dụng mẫu ở phần bài tập số 4 của bạn Mai để giúp chúng mình hoàn thành được đoạn văn này. Thông thường vào dịp Tết thì trước Tết chúng ta sẽ mua sắm, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, đúng không nào? Như vậy, before Tate, I and my family, chẳng hạn, tôi và gia đình. Đi mua sắm, go shopping. Dọn dẹp nhà cửa, clean the house. Và gì nữa nào? Mua sắm, dọn dẹp nhà cửa và trang trí nó. And decorate our house. Đó là các hành động về trước Tết. Ngoài ra, gia đình bạn nào mà làm bánh chưng thì chúng ta có thể bổ sung thêm, đó là make bánh chưng. Phần số 2 đó là trong dịp Tết. Trong dịp Tết chúng ta mặc quần áo đẹp, đúng không nào? Nhất là 3 ngày đầu tiên của dịp Tết. Chúng ta mặc quần áo đẹp này, chúng ta đi thăm họ hàng, đi thăm ông bà và nhận lì xì từ người lớn. During Tate, I wear new clothes. Mặc quần áo mới này. Thăm gia đình, thăm người thân. Visit grandparents, chẳng hạn. Thăm ông bà. And get lucky money from them. Và nhận tiền lì xì từ họ. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số những cái hoạt động khác mà các em có thể kể đến. Ví dụ như là ăn bánh kẹo ngày Tết, đúng không nào? Chẳng hạn ăn bánh chưng. Eat bánh chưng. Ăn kẹo thì sao? Eat sweets. Vân vân. Hoặc là gì? Go out. Gì nữa? Gặp bạn bè, đúng không? Meet friends. Vân vân, rất là nhiều những cái hoạt động mà chúng ta có thể làm trong dịp Tết. Bài tập số 5 này các em có thể dựa vào những cái gợi ý của cô ở đây để có thể hoàn thiện cái đoạn văn của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 6. Bài số 6 của mình ở đây thì nó lại là một cái dự án. Dự án này yêu cầu chúng mình đó là làm một tấm thiệp để chúc Tết, viết những cái lời chúc đến bạn bè của em. Đây chính là mẫu của tấm thiệp cho sẵn mình và mình chỉ việc điền các thông tin vào thôi nha.
Thứ nhất chúng ta có to, tức là tên của người nhận. Chúng ta gửi cho người bạn nào? Chẳng hạn, cô gửi cho bạn Linda to Linda. Thứ hai, wishes. Nội dung lời chúc của chúng ta là gì? Thì mình có thể viết ra, chẳng hạn như là chúc mừng năm mới, chúc bạn sức khỏe, hay là chúc bạn may mắn, hoặc chúc bạn niềm vui, đúng không nào? Wishes, Happy New Year. And have fun. Đó. Chúc mừng năm mới và chúc bạn có nhiều niềm vui. From này, chúng ta sẽ điền thông tin tên của mình vào. Người gửi mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ điền tên của mình vào. Chẳng hạn, from Hiền. Đó. Thì thực ra cái dự án này nó cũng khá là dễ đối với chúng mình. Bởi vì ngoài cái việc là phải trang trí là cái phần khó ra thì sách giáo khoa đã làm cho chúng ta rồi. Và mình sẽ làm cái phần việc dễ hơn, đó là điền thông tin vào. Nếu như bạn nào mà muốn thử thách bản thân hơn hoặc là khéo tay thì các em cũng có thể tự làm cái tấm thiệp này nhé. Và cái hoạt động số 6 này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta rồi. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.